Ngày 22 tháng 12 năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, từ đó quan hệ hai nước Việt-Hàn phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giao lưu thương mại và văn hóa. Tiếp nối mục đích thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, chương trình giao lưu thương mại và văn hóa Việt-Hàn 2016 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2016 với nhiều hoạt động hấp dẫn hướng đến đẩy mạnh hợp tác công nông nghiệp, đặc biệt giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc. Đến tham dự lễ hội, khách tham quan có cơ hội giao lưu gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp từ Hàn Quốc cũng như trải nghiệm các sản phẩm đặc sắc từ nước bạn. Cũng trong dịp này, chương trình lễ hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Hàn như chương trình gặp gỡ các gia đình Việt-Hàn của quận Usong, Hàn Quốc, chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của ca sĩ Harry Won, ca sĩ Mỹ Tâm, đoàn nghệ thuật truyền thống của hai nước và đoàn võ thuật Taekwondo đến từ Hàn Quốc. Lễ hội giao lưu thương mại và văn hóa Việt-Hàn 2016 là sự kiện tiếp xúc văn hóa thương mại quy mô lớn, góp phần quảng bá ngành nông nghiệp, sản xuất và du lịch Hàn Quốc, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản, mỹ phẩm, dược phẩm Hàn Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đây cũng là cơ hội vàng để các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận gần hơn với những cơ hội kinh doanh mới đến từ xứ sở kim chi.